Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta tham quan ở mũi Sa Vĩ nhé. Cực đông bắc của Tổ quốc, địa đầu của Tổ quốc. Đây chính là cái vị trí gọi là vành đai biên giới. Gọi là điểm cuối cùng mà phương tiện đường bộ có thể tiếp cận được của cực đông bắc đấy ạ. Đó, các bạn, hôm nay thì khách du lịch đến đây cũng khá là đông. Đấy, các bạn nhìn rất nhiều phi lao. Đây là biểu tượng của khu vực Sa Vĩ này nhé. Đó, phía trước mặt chúng ta là hướng về phía Trung Quốc. Đấy. Phi lao hay còn gọi là cây dương đấy ạ. Trong câu thơ của Tố Hữu là từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng nước, chính là nói về cây phi lao ở khu vực này đấy ạ. Đó, cái điểm cuối cùng chính thức của chúng ta là ở xa xa phía cái bãi đằng trước kìa. Nhưng mà chỗ đấy thì chúng ta không thể nào đi ra được, trừ khi đi thuyền nữa. Cho nên là đây chính là cái khu mà đường bộ chúng ta có thể tiếp cận được, là điểm cuối cùng đấy ạ. Đây, mọi người đang chụp ảnh check in ở cái chỗ biểu tượng ba ngọn thông đấy, với câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu. Đây, hai bên hôm nay có hai cây nó nở hoa rất là đẹp. Buổi chiều ánh nắng, buổi chiều tà, nắng vàng, các bạn thấy đẹp không? Hôm nay cực kỳ đẹp luôn. Đó. Còn đây chính là cái cột mốc đường bộ, cột mốc số 0 ở cực đông bắc. Từ đây đến Cà Mau là 3.260 cây. Đó, mọi người cũng đến đây để chụp ảnh check in. Đó, các bạn thấy không? Tràng Vĩ 0 km. Tràng Vĩ chính là cái địa danh của cái thôn Tràng Vĩ ở đây ạ. Thế còn cái mũi cuối cùng thì gọi là mũi Sa Vĩ. Đấy. Buổi chiều nắng quá đẹp. Hai cây hoa này đẹp quá các bạn ạ. Đây, phải quay lại ghi thêm một đoạn hình ảnh nữa. Rất là đẹp luôn. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cụm này, gọi là cụm thông tin cổ động, để quảng bá cho cái địa đầu của Tổ quốc của chúng ta. Đấy. À, cũng là cái nơi để một cái quảng trường để mọi người đến đây tham quan thì có thể có cái nơi vào đấy gọi là nghỉ ngơi vui chơi đấy. Đây, chúng ta vào đây là mua vào cái cổng này, mua vé để vào trong. Vé ở đây thì cũng chỉ có 50.000 hai người. Trẻ em thì như thằng cu nhà mình đây là được miễn phí. Wow, các bạn nhìn này, đẹp không? Cái ở đây trồng rất nhiều hoa đang nở, đẹp lắm. Đó. Đây, quảng trường rất là rộng. Xung quanh thì có những cái bồn hoa rất là to. Cái biểu tượng ở giữa kia chính là cái cụm chính của cái khu này đấy ạ. Nó là 8 ngọn phi lao vươn thẳng lên trời. Đấy là biểu tượng cho cây phi lao ở khu Tràng Vĩ này. Mang rất ý nghĩa. Giống như Cà Mau thì có cây đước đấy ạ. Và đây cũng được mô phỏng lại cái cột mốc số 0 ở ngoài kia.
Thank you.